chiến đi. Về nó gần xong rồi. Đây. Đấy, còn một tí nữa. Lấy này cua cho nó khỏe. Cái dây kia của bố mày được rồi. Đấy là dây điện máy. À điện máy à, máu nhỉ. Cái xoài ra đây. Hả? Vậy vậy à. Kệ nó làm chặt đi phần chuột. Trong cái bưởi đây cho nó thơm. Cái xoài. Bung hết cả thân. Thế yeah, lại bung làm lại. Bung xong là hót hết xuống dưới. Đây, có tiền thì hót xuống dưới. Dưới là đất không mà. Làm sao thì hồi xưa là mình làm sai lầm cũng làm một tầng lực. Để cao quá. Cái dây, cái xoài rồi. Cái cây phải chặt. Cái cây xoài bỏ. Chặt hết, chặt hết. Trồng chéo nhau kìa mẹ. Tháng phải mang cả thuồng này đi này.
Thôi hớt theo cái chạt thôi, bỏ cái đúng cái chạt mà cái chát đi thôi. Còn đất vừa bất hơi lên trên này. Chắc đất rồi, toàn chạt thì chát thôi. Cái máy mài thôi, không phải đánh. Cắt nó đi thôi mài. Xong con đẩy cái này ra cái đống ngoài kia rồi. Đấy chỗ còn bỏ cây ấy. Cây phải này. Trông giống tóc giả búp bê không? Đổ đâu? Để cháu nó đổ ở dưới chỗ đổ, đổ đầu ngoài bãi đấy. Ờ, ngoài bãi nó được. Vâng. Ngoài ấy, dưới kia như đổ. Bây giờ đổ xuống đoạn dưới này nó có ông mở hàng rào đẩy hẳn ở trong nhé. Nó có được hoạt động mẹ. Tùng ơi, bảo cái đĩa đổ đi. Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi, Tùng ơi. Lâu mới chặt đất của Tùng ơi. Để đất mà. Hát lên sàn nhé. Ừ, hát lên sàn. Hát lên sàn. Cái đất để riêng ấy ra. Xong rồi. Đúng rồi. Đổ cho bố đi.
Rút hết cái lớp cát đi để riêng ra, còn đất để riêng ra, cho đất cho xuống. Khéo. Vào tay à? Không biết vào vào thăm thôi. Hết cát rồi.